Ok, bạn mới cái bên chân channel mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi bằng Robert Bakwan. Phần này tiếp tục mình sử dụng trang phục là UH Custom nha. Đó, và mình sẽ đi phần mới là Summer Camp. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi dòng level 1 nha các bạn. Đó, mới vô mình gặp một bolero xanh và một bà cụ già. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển bà cụ già này bằng cách sử dụng bí đất to nha. Rồi, bây giờ chắc chắn bà sẽ vô trong cái phòng này nha các bạn. Ok. Rồi, tức là bà đã dính vô dịch diễn nha. Bây giờ mình sẽ chạy xuống kia. Đó là chủ series của mình, sử dụng là UH Custom. Một bà cụ già nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thả bên đếp to và dịch diễn bolix áo xanh này luôn. Đó, ông đang đi ra nha các bạn. Chắc chắn là chúng ta sẽ dịch diễn lắm nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ dịch diễn luôn bài dịch diễn này. Đó, mình sẽ đặt vô bên đếp to và cái nốt mai. Đó, đây khá đơn giản các bạn. Đây sử dụng YouTube nha. Rồi, mình tiếp theo mình sẽ dịch chuyển luôn bô lít đầu trọng này. Đó, tức là chúng ta đã thành công dịch chuyển luôn bô lít đầu trọng luôn các bạn. Ok, tức là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Rồi, chúng ta xin qua dòng thôi các bạn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong phần Summer Camp Level 1 bầu phép nha. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục đi phần Summer Camp Level 2. Rồi, phần này cũng đơn giản thôi các bạn. Chúng ta sẽ vô là dịch chuyển ông bolix áo xanh và con dog này, chúng ta sẽ đặt đây hai cái thứ lốt mai. Đó, sau đó thả bên đất to ra thì chỉ luôn bolix áo xanh đó. Ok, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ nha. Bây giờ mình sẽ lên trên kia. Đó, trên này là mình mở cái cổng ra và đặt đây hai cái thứ lốt mai. Chúng ta sẽ chuyển hai bolix đầu trọng này luôn. Rồi thả bên đất to ra, chúng ta sẽ lấp chỗ hốc này để khỏi bị phát hiện nha. Rồi, yes, đó là chúng ta đã dịch chuyển thành công nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi qua dòng. Giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thank you các bạn đã xem ủng hộ kênh Trần Channel của mình nha. Khi nào thấy hay các bạn nhớ comment, like, share, subscribe kênh của mình. Ok, thank you và thank you so much.
Huh?